Khi nhắc đến xe 5 chỗ gầm cao SUV cỡ C thì có khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, như là Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 3008, MG GX5 v.v. Hiện tại thì các hãng xe cạnh tranh khá là nhiều, giảm giá cực kỳ sâu để cho quý anh chị dễ tiếp cận và sử dụng. Thì bên em mua bán xe cũ sẽ bám sát giá thị trường, cân đối và đưa ra cho quý anh chị một mức giá hợp lý nhất để cho quý anh chị dễ so sánh nên chọn xe lướt, xe đã qua sử dụng hay là xe mới. Nếu như quý anh chị chọn xe này thì tiết kiệm so xe mới khoảng đâu đó hơn 150 triệu thì theo quý anh chị là có thấy hợp lý, có đáng cân nhắc trong tầm giá 8-900 hay không, thì cùng comment cho đỡ ý kiến quan điểm với em nha. Trước mắt quý anh chị đây một con Ford Territory phiên bản Titanium 1.5 EcoSport đời 2022, xe đăng ký lần đầu là tháng 12 năm 2022, một chủ mua mới sử dụng ngay từ đầu, xe đi chuẩn Euro hơn 27.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng, xe mang biển số thành phố 51K, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc. Quý anh chị yên tâm về vấn đề hồ sơ pháp lý, xe vẫn còn bảo hành chính hãng toàn quốc tới tận tháng 12 năm 2025, nên là quý anh chị vô tư sử dụng. Nội thất xe có trang bị ghế da màu đen phối với xanh khá là sang trọng, ghế lái chính điện, bảo trì bảo dưỡng đều đầy đủ tại hãng. Và mốc tiếp theo là 29.000 km vào tháng 11 năm 2024 tại gia đình Ford. Vô lăng có bọc da trợ lực điện thiết kế đê kết khá là thể thao, tích hợp rất là nhiều nút bấm, hệ thống hỗ trợ giữa làn đường, duy trì làn đường, cruise control, ga tự động. Ô tô chuẩn 27.115 km sau khoảng 1 năm 4 tháng lăn bánh, thì con số này sử dụng khá là tương đối, bởi vì quý chị mua sử dụng xe lần đầu thì khá là thích đi, nhưng mà sau 1 năm thì hầu như rất là sử dụng đến. Màn hình giải trí to bản 12.3 inch, tích hợp rất là nhiều tính năng, phanh tay điện tử auto hold, đề nổ start up, sạc không dây, vân vân. Và đặc biệt là xe có trang bị cửa số trời toàn cảm panorama, 5 chỗ gầm cao mái thoáng thuộc phân khúc SUV cỡ C rộng rãi, mà còn được trang bị cửa số trời như thế này thì nhìn xe sáng sủa thoải mái cực kỳ. Máy móc nổ rất liệm, động cơ 6 nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tích kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đặc biệt xe bên em có hỗ trợ vay trả góp khoảng từ 65-70% giá trị xe. Quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 280 triệu là đã có thể nhận ngay được xe. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã xem đến cuối video. Bye bye quý anh chị nha.